2.000 mét vuông là giá 1 tỷ, tôi chỉ đặt cọc có 50 triệu thôi, 50 triệu, gã luôn trong ngày là 200 triệu. Ok nha, thế nên mình tôi muốn mời mình nghe một cái câu chuyện một học viên thành công từ một người bình thường được trang bị phương pháp cũng có thể kiếm được nhiều tỷ đồng. Ok, xin mời mình nghe câu chuyện của anh Linh Tiền Giang. Rồi. Tôi tên Linh, Nguyễn Chí Linh, quê Tiền Giang. Khi mà tôi học thầy Tiến á anh em, tôi không có tiền, tôi phải đi vay đi học. Vay tiền đi học anh em thấy khổ sở không? Nhưng mà sống mình phải hành động. Học xong về tôi làm liền. Làm liền luôn. Quả đầu tiên không có tiền để làm. 2.000 mét vuông là giá 1 tỷ, tôi chỉ đặt cọc có 50 triệu thôi, 50 triệu, gã luôn trong ngày là 200 triệu. Và cứ liên tiếp tôi làm nhiều vụ như vậy. Tôi làm nhiều vụ như vậy thì 2 năm qua tôi làm trên dưới là 6 vụ rồi. Cứ mua phân lô tách thửa, phân lô tách thửa. Bây giờ cái tài sản hiện hữu cộng trong tài khoản ngân hàng cộng tiền mặt trên dưới là 7 tỷ rồi anh em. Nhưng mà cái số vốn ban đầu là không có, phải đi vay. Đằng nào chúng ta cũng phải nghĩ thì phải nghĩ lớn anh em. Đằng nào cũng phải làm rồi thì phải làm lớn. Bây giờ có nhiều hàng nhưng một mình tôi thì cái khả năng tài chính không có, phải huy động vốn với OBM, phải đi gọi vốn để mình làm lớn. Vậy thôi, chúc anh em thành công. Rồi các bạn vừa nghe một câu chuyện của anh học viên ở miền Nam là, và tôi cũng không nghĩ là lúc anh đi học này anh là một người nhanh nhẹn. À, thế nhưng mà vẫn làm được, một cái người được trang bị phương pháp. Đấy, giống như là nhiều anh em tôi bảo rồi, trước khi ra chiến trường cứ mặc áo giáp vào và súng ống đầy đủ, có bản đồ, có ống nhòm. Đấy, có đồng đội. Bạn đồng ý với tôi không ạ? Bao nhiêu bạn đồng ý điều này ạ? Nếu bạn ra chiến trường mà bạn được chuẩn bị đầy đủ, bạn có đồng đội đi cùng với mình, đồng ý không ạ? Đấy, bạn có gọi là bộ chỉ huy hỗ trợ bạn, thế thì khả năng thành công của bạn nó sẽ cao hơn. Còn không trang bị gì nhảy ra thì hay bị bắn chết thôi. Đấy.